chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình có đến câu lạc bộ Mai Vàng, thành phố Sa Đéc. Mình sẽ cập nhật cái thông tin chính xác và mới nhất từ câu lạc bộ Mai Vàng của thành phố Sa Đéc. Đây là cái biển hiệu nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị thì nhớ xem số điện thoại và cái địa chỉ cho cô chú anh chị. Đây là những cái chậu rất là đẹp. Và hôm nay mình xin báo giá sơ sơ và những cái gốc mai trong vườn này. Thì trong vườn này rất nhiều gốc mai. Mình theo như mình đã làm cái video trước đó, thì hôm nay mình sẽ vô đây. Thì hôm nay ở chỗ anh Tuấn và anh Ba đã báo giá những cái cây mai như thế này. Thì cây mai này hiện tại là nó lên xù và cái tàn nó như thế này và búp bông rất là sai. Thì đây là cái mai đầu cổng. Thì mình xin đi vô. Thì cây mai này là F1 và hiện tại có giá là 47 triệu. Đó, cái vườn này nó rất là nhiều nên mình chỉ chia sẻ sơ sơ những cái góc đẹp cho cô chú anh chị xem thôi. Thì cô chú anh chị xem nhớ bấm đăng ký kênh và cập nhật những thông tin mới nhất từ Pháp Thái TV của cô chú anh chị. Và đây là một cái cây mai nữa. Thì chiều cao cỡ khoảng 5m. Đó, từ cái tán ngang cũng cỡ khoảng 4m nha cô chú anh chị. Và cây này là D11. Hiện tại có giá là 280 triệu. Đây, dáng thú rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, những cái video trước thì mình cũng đã có làm rồi, nhưng mà hôm nay mình xin chia sẻ lại. Hiện tại bữa hổm thì vườn câu lạc bộ mới thành lập nên chưa có ổn định, thì hôm nay đã vào nề nếp rồi. Thì cô chú anh chị xem nhớ tham khảo những cái cây này và có những cái gốc mai đặc biệt. Gốc mai này thì tán ngang tầm khoảng 5m, hơn 6m rồi cô chú anh chị ơi. Và chiều cao cũng cỡ khoảng 7m nha. Đây, chiều cao tán rất là tròn. Và cái gốc nó thì bề hoành chắc cũng cỡ khoảng là 1m có trên. Thì mình không có đem thước dây nên mình không có báo. Thì cây mai này là B10, có giá là 550 triệu. Đây, hiện tại nó lên xù mà xù chảy á. Thân nó chảy xuống vậy. Đó, cái gốc này thì cái bộ đế rất là đẹp nha. Đó, chưa khai thác xuống. Thì nó có một cái hình giống như hơi lắc qua bên một bên. Đặc biệt ở đây trong vườn đó là có một cái cây mai giác vàng. Cây mai này là cây mai giống như là giữ vườn, giác chính chi vàng của anh Ba. Thì hôm nay mình vô đây mình quay tổng thể những cái cây này cho cô chú anh chị xem và tham khảo. Trước mặt là một cái cây bonsai mai xù toàn thân. Cây này thì cái tay mình ôm đây. Thì cây này có giá là 60 triệu cho cây E10. Rồi, những cái cây trong này nói chung là có tên có tuổi hết rồi cô chú anh chị ơi. Là nói chung là nguyên một cái câu lạc bộ này rất là nhiều. Mà nắng như vậy thì mình đi quay mình báo giá hết thì cũng hơi khó nha. Mình lựa những cái cây đẹp, cây đẳng cấp và mình sẽ báo giá cho cô chú anh chị xem trong vườn này niêm giá như thế nào. Đây là một cái cây xù nữa. Cây xù này thì mới vô dây và đang trong quá trình nuôi nha. Thì nó rất là thưa nhánh nên cái bộ đế thì đế nôm rất là đẹp. Đây cái tay mình nè. Thì cái cây này là E6 nha cô chú anh chị. Là có giá là 79 triệu cho cái cây này. Đây, tổng thể nè. Rồi, kế tiếp là một cái cây dáng thú bay về phía trước. Đó, hình thú nha. Đây, có đuôi đàng hoàng, chia cành rất là đều. Hiện tại đang bẻ, đang đạp nhánh ra, đang vô dây. Thì cây này nếu như vô dây nữa là chắc có thể là cũng là gần thành phẩm rồi cô chú anh chị. Tết này cũng vẫn có hoa nha. Đây là những cái búp hoa non nè. Thì cây này là cây E5, có giá 55 triệu. Chân cẳng đều hết nha. Đây, có một cái chân trước và chân này như thế này đây. Dáng rất là đẹp. Kế tiếp đó là một cái cây mai bệ xù và mới được nhấp tàn. Nhấp những cái nhánh mà nó bị lên mục ở trong á. Đó, đang nhấp. Thì cây này bề hoành thì mình không có đem thước dây. Cái bề hoành nó cũng khoảng 5 tấc rồi cô chú anh chị ơi. 5 tấc là 5 tấc rưỡi. Thì cây này là có giá 220 triệu cho cây F7. Đây, xù đây. Xù chảy toàn thân luôn, lên xù nặng luôn. Đó, rất là đẹp ha. Đây.
À, kế tiếp trong này thì cây D4. Cây này bộ cốt rất là dữ luôn. Đây, cây này là bữa hổm mình có chia sẻ là phôi, đem về là cái phôi nha. Thì cây này nói chung là xù chảy luôn, xù thấy rõ luôn nè cô chú anh chị, xù là ở xa là nhìn là thấy liền. Đây, chiều cao có khoảng 1m2 tới 1m5. À, cây này đang nuôi, đang lên chậu. À, da cái kéo rất là mạnh. Cây này bề hoành ở khoảng 9 tấc cô chú anh chị ơi, 9 tấc tới 1m nha. Mình báo sơ sơ thôi. Cây này do đang nuôi nên cây D4 này chưa có giá cô chú anh chị ơi. Trong vườn thì còn có rất là nhiều cây đẳng cấp và nó rất là đỉnh luôn, dài qua tới bển luôn nè. Mình xin báo giá sơ sơ cho cô chú anh chị xem thôi. Và một cái cây này bể đế rất là đẹp luôn nè, đang hiện tại đang búp hoa rất là nhiều. Đây, mình sẽ xin chia sẻ cho cô chú anh chị xem một cái con thú nó nằm một bể đế luôn. Đây là cái tay của mình bao nè. Đó, cây này là cây E2 có giá 68 triệu nha. Những cái gốc này nó đang lên xù cám nè, xù cám nó mới lên nha. Thì hôm nay mình có cái dịp mình trở lại đây, mình review cái câu lạc bộ mai vàng của anh ba ở thành phố Sa Đéc. Những cây này có giá hết trơn rồi cô chú anh chị, xù rất là quái nha. Hiện tại là một cái cây này có dáng thú và cái bộ đế thì chưa có khai thác, còn ở dưới nữa nè, nè rất là sâu nha. Thì cây này có dáng thú nè, một cái chân nó chòm nè. Thì cây này hoành cũng cỡ khoảng 5 tấc, cái bệ này cũng cỡ khoảng 1 mét nè, hơn đó. Nó có một cái đuôi là dãnh lên nè, rất là đẹp nha. Cây này là cây H2 có giá 55 triệu nha cô chú anh chị. Đây, cây này chưa vô dây, còn đang nuôi nha. Và kế tiếp đó là một cái cây dáng bay bàn dù rất là đẹp trước mặt mình. Đây, chiều cao của cây có khoảng 2m và tán ngang cũng cỡ 4m nè cô chú chị ơi. Đó, tàn dù rất là đẹp. Cây này nó nằm trên chậu và được đôn lên rất là cao, mình đứng ngang đầu luôn. Đây là cái bộ đế nè, cây này là cây ghi 2 chưa có giá cô chú chị ơi. Một cái con thú nó nằm dài nha. Đây, đó, rất là đẹp. Mình xin quay sơ sơ tổng thể những cái cây này như thế nào. Trong vườn của câu lạc bộ Mai còn có những cái cây me rất là khủng, nói chung là rất là bự luôn. Đó, thì hiện tại câu lạc bộ Mai này đang chỉnh trang và lắp ráp những cái khung nhà để mà đón tiếp khách á. Nhờ cái cây này là bữa hổm mình quay video trước thì anh Tấn đang đục đó cô chú anh chị. Nói chung là vườn mai này có vài trăm gốc cô chú anh chị. Hiện tại mình chưa có thống kê chính xác do anh Tấn anh đi đám rồi, nên hôm nay mình cập nhật như sơ sơ vậy thôi chứ chưa có chính xác nữa. Những cái cây kia thì có mã số, còn những cây này sao không thấy mã số. Bệ đó nè, cây này nói chung bệ thú, cây này thì lên sụ. Hiện tại lá nó đang quéo là do bị bọ chỉ đeo với cô chú anh chị. Đó, cây này là cây ghi 7 nhưng mà hiện tại là của anh Tuấn nha, số điện thoại nè. Đó, số điện thoại của anh nè. Đây, bệ sù nguyên một con thứ dữ luôn. Đây nè, lên sù rất là đẹp. Thì rất là nhiều dáng và rất là nhiều loại cây thì đang vô dây và đang được những anh thợ ở đây đang chăm sóc. Đó, cô chú anh chị thấy chưa, đây là cái cây vô dây nữa trước mặt nè, rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Rồi, cấp này thì cũng chưa rồi, nắng quá nên con quay sơ sơ vậy. Thì con xin kết thúc video cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ, thành công và có nhiều cái khởi động cho ngày mới ha. Đây nè, một cái cây này cũ quá trời luôn cô chú anh chị ơi, cái bệ quá dữ luôn. Đây, này là làm cái đuôi là mập luôn cô chú anh chị. Đó, cây nè, đây dáng chân nè, chân nó 1 chân 2 chân 3 chân 4 chân, có đuôi luôn. Thì cây này là cây ghi 11 có giá 105 triệu. Rồi, con xin kết thúc clip nha cô chú anh chị. Rồi.